Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Chị Vân Anh ạ, có lẽ tôi cùng quý vị khán giả khá là bất ngờ khi biết được tin là chị sẽ thôi công tác tại VTV. Có lẽ một câu hỏi mà rất nhiều khán giả muốn biết là điều gì khiến chị thôi làm tại một nơi mà chị đã gắn bó suốt hơn 20 năm qua. Vâng, xin chào tất cả các quý vị khán giả thân yêu. Có lẽ là chưa bao giờ mà tôi ngồi trong trường quay lại có một cái cảm giác như lúc này. Mặc dù là 20 năm qua thì cũng đã gắn bó với trường quay, gắn bó với ống kính và với cả khán giả rồi. Một cái quyết định rời khỏi VTV thì với nhiều người có thể là bất ngờ, nhưng với tôi thì nó cũng là một cái ý định cũng đã là cũng từ lâu rồi. Tuy nhiên chính cái môi trường làm việc, chính cái sự tin yêu của tất cả đồng nghiệp và của khán giả đã níu kéo tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà đến một lúc tôi cảm thấy rằng là mình cần phải rẽ sang một hướng khác, mở ra một cái hướng mới cho mình, hướng tới tương lai hơn. Tất nhiên là cái quyết định này nó cũng rất là khó khăn, bởi vì không dễ gì mình có thể dứt bỏ một thứ đã quá gắn bó và thân quen với mình trong suốt 20 năm qua. Vậy thì trong hơn 20 năm làm việc tại VTV thì chị cảm thấy là chị được gì và chị mất gì? Tôi thấy là tôi được quá nhiều. Được quá nhiều ấy. Tôi có được được làm việc với tất cả những người giỏi, được làm việc trong một cái môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp. Và chính VTV đã tạo cho tôi có được một cái chỗ đứng ngày hôm nay, được đến với khán giả và được khán giả yêu quý như thế này. Thì tôi nghĩ rằng cái điều mà quý giá nhất đối với tôi trong mấy ngày hôm nay, khi mà tôi có cái quyết định nghỉ, xin nghỉ việc và mọi người được biết ý, vì tôi cũng được nhận từ hôm qua hôm nay rất là nhiều cái sự chia sẻ của khán giả qua Facebook, rồi qua cả tin nhắn, rồi điện thoại, thì kể cả các anh chị đồng nghiệp nữa, có những người cũng nói ra và có những người họ cũng lặng, gần như là lặng đi không nói được gì. Nhưng mà tôi nhìn vào mắt họ thì tôi hiểu được một cái điều là cái tình cảm tất cả mọi người dành cho tôi, đấy là cái điều quý giá nhất và có thể nói là vô giá nhất mà mình có được sau 20 năm. Vậy thì rời xa một công việc đã gắn bó hơn 20 năm thì chị sẽ nhớ điều gì nhất về VTV và nhớ điều gì nhất về công việc biên tập viên của mình? Sẽ nhớ nhiều lắm. Chắc chắn là nhớ tất cả mọi người rồi, nhớ tất cả các cái gương mặt thân quen ở đây, nhớ đến cả những cái máy quay, trường quay, đến cả những cái bàn phím. Có lẽ là sẽ không thể quên được. Vâng, có lẽ em tôi cũng thấy chị xúc động khi được chia sẻ về công việc của mình. Và tôi muốn dành câu hỏi cuối cùng để cho chị chia sẻ với khán giả, những người đã yêu thương chị. Chị hãy nói điều gì, chị muốn nhắn nhủ điều gì nhất tới khán giả, những người đã ủng hộ chị trong suốt hơn 20 năm qua chị công tác và làm việc tại VTV. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với khán giả. Và cũng là lần cuối cùng có thể nói bày tỏ được cái tình cảm của mình. Thì trước tiên cũng xin được là cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo Ban Thế sự đã luôn tạo điều kiện ủng hộ và giúp đỡ tôi để cho tôi có được ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị em đồng nghiệp đã luôn sát cánh bên tôi, những người đã luôn lặng lẽ âm thầm ở sau màn ảnh nhỏ, nhưng mà thiếu vắng họ thì tôi không thể làm được những cái việc và không bao giờ khán giả có thể biết được đến tôi. Cảm ơn tất cả các anh chị em kỹ thuật, tất cả các anh quay phim, những người đã nắn nót cho tôi từng hình ảnh một trên sóng truyền hình. Và cuối cùng thì xin gửi tới khán giả lòng cảm ơn, sự cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất. Bởi vì nhờ có khán giả thì tôi luôn luôn có được cái động lực để làm việc, luôn luôn có động lực để hoàn thiện mình hơn và để truyền tải đến khán giả những cái thông tin mới nhất, cập nhật nhất. Trong suốt 20 năm qua thì có lẽ là cũng có những đôi lúc tôi cũng có những cái sự cố nhất định xảy ra. Tuy nhiên khán giả cũng đã luôn luôn lượng thứ và bao dung và vẫn yêu quý tôi. Điều đấy là một cái phần thưởng vô giá dành cho những người làm truyền hình như tôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Biên tập viên Vân Anh bất ngờ xin nghỉ việc tại VTV. Biên tập viên Hữu Bằng bất ngờ chia sẻ, biên tập viên Vân Anh nổi tiếng với bản tin thời sự 19 giờ của VTV xin nghỉ việc. Biên tập viên Vân Anh cũng đã xác nhận thông tin này. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của biên tập viên Hữu Bằng đăng tải dòng cảm xúc khiến nhiều người bất ngờ về việc biên tập viên Vân Anh xin nghỉ việc tại VTV. Hữu Bằng viết: "Chia tay chị Vân Anh, người chị thực sự rất đàn chị. Nhiều người sẽ thấy tiếc nuối, thắc mắc khi chị nghỉ việc, một công việc đã gắn bó với chị suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng ai cũng có lựa chọn của riêng mình mà không ai có thể hiểu ngoài chính mình." Tiếp lời, biên tập viên Hữu Bằng không quên gửi lời chúc sức khỏe đến đàn chị kèm lời nhắn nhủ: "Chia tay chị không thể vui nhưng vẫn phải cười cho đúng tinh thần của những người luôn lạc quan, đừng quên chúng em." Sau khi đăng tải, dòng cảm xúc của biên tập viên Hữu Bằng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi biết thông tin biên tập viên Vân Anh nghỉ việc qua dòng chia sẻ của biên tập viên Hữu Bằng.
Độc giả có nickname Hoàng Anh băn khoăn, chị Vân Anh sao lại nghỉ việc ạ? Có phải chị được nghỉ chế độ hưu hay vì lý do gì? Tiếc cho phòng thời sự quá. Trao đổi với Dân Việt chiều nay, biên tập viên Vân Anh xác nhận sẽ rời VTV, tuy nhiên chị chưa tiết lộ lý do. Facebooker Trương Thủy Mai bày tỏ, ôi chị chia tay cơ quan rồi sao, người mà tụi em vẫn yêu quý và tự hào vì đã có những tháng ngày được là đồng nghiệp của chị. Em vẫn trầm trồ trước những bức tranh chị vẽ, những khu vườn đầy hoa và những chiếc bánh đẹp cực kỳ chị làm. Chia tay VTV, chị hẳn đã lên kế hoạch cho một cuộc sống đầy ắp những điều thú vị khác. Mọi người sẽ nhớ chị lắm đấy. Đáp lại những tình cảm của cộng đồng mạng, khán giả và những đồng nghiệp yêu mến, biên tập viên Vân Anh chia sẻ ngay dưới bài viết của biên tập viên Hữu Bằng rằng có những quyết định không dễ chút nào, nhưng thời gian không dừng lại mà mình cần có những kế hoạch cho tương lai. Cảm ơn em nhiều và chị chắc chắn cũng sẽ nhớ VTV và mọi người nhiều lắm. Được biết, biên tập viên Vân Anh có tên đầy đủ là Nguyễn Trần Vân Anh, sinh năm 1975, cô được xem là một trong 4 biên tập viên trụ cột thường xuyên giữ sóng bản tin thời sự 19 giờ. Bên cạnh những gương mặt như biên tập viên Quang Minh, Hoài Anh, Diệp Anh, với kinh nghiệm dẫn chương trình lâu năm kết hợp với sự hoạt bát khéo léo khi dẫn chương trình truyền hình trực tiếp, biên tập viên Vân Anh tạo được sự tin tưởng và yêu mến cho lòng khán giả. Người chồng cực giỏi, hơn 21 tuổi của MC Thời sự 19 giờ. Chồng biên tập viên Vân Anh được giới y học Việt Nam tôn vinh là người có đôi tay vàng trong lĩnh vực phẫu thuật cuộc sống tại Việt Nam. Ông sinh năm 1954, hơn Vân Anh tới 21 tuổi. Năng động, cầu thị trong công việc, nhưng biên tập viên Vân Anh lại là người khá kín tiếng trong chuyện riêng tư. Tuy nhiên qua những bức hình hiếm hoi được cô chia sẻ, khán giả thực sự cảm thấy ngưỡng mộ trước hạnh phúc gia đình viên mãn của cô. Biên tập viên Vân Anh có tên đầy đủ là Nguyễn Trần Vân Anh, sinh năm 1975. Cô là một trong 4 biên tập viên trụ cột, thường xuyên giữ sóng bản tin thời sự 19 giờ. Bên cạnh những gương mặt như biên tập viên Quang Minh, Hoài Anh, Diệp Anh, với tác phong chuyên nghiệp và kinh nghiệm dẫn chương trình lâu năm, biên tập viên Vân Anh đã thực sự tạo được sự tin tưởng và yêu mến trong lòng khán giả theo dõi các chương trình thời sự trực tiếp. Không chỉ đảm nhận tốt công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, biên tập viên Vân Anh còn là một người mẹ, người vợ đảm đang, khéo léo. Sau mỗi giờ lên sóng, hầu hết khoảng thời gian còn lại, cô tập trung chăm sóc ông xã và hai cậu con trai kháu khỉnh của mình. Chính vì khéo léo sắp xếp thời gian, tinh tế trong cách ứng xử với người bạn đời và có phương pháp nuôi dạy các con hợp lý, biên tập viên Vân Anh luôn giữ được không khí ấm áp, ngập tràn tiếng cười trong gia đình nhỏ của mình. Cô chia sẻ, trong mỗi gia đình, người phụ nữ không khác gì cái máy điều hòa cả. Khi không khí nóng, ngột ngạt thì mình phải làm mát và ngược lại, khi có dấu hiệu lạnh rồi thì mình phải làm cho ấm áp. Người bạn đời của biên tập viên Vân Anh là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1954. Ông từng đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức và được Bộ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen hồi tháng 11 năm 2015. Phó Giáo sư Thạch được giới y học Việt Nam tôn vinh là người có đôi tay vàng trong lĩnh vực phẫu thuật cuộc sống và là người tiên phong xây dựng nên khoa phẫu thuật cuộc sống của Bệnh viện Việt Đức. Chia sẻ về người bạn đời của mình trên báo chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch không giấu được sự tự hào. Công việc của bà xã tôi chẳng nhàn hơn tôi là mấy, thậm chí còn bận rộn hơn. Nhưng nhờ vợ khéo tài co kéo và sắp xếp công việc nên cũng tranh thủ chăm sóc con cái, còn tôi thì dành nhiều thời gian chăm sóc bệnh nhân. Tuy công việc bận rộn nhưng cả hai vợ chồng biên tập viên Vân Anh đều cố gắng dành thời gian bên con và đề ra những phương pháp hợp lý nhằm nuôi dạy hai cậu con trai trở thành những thanh niên năng động, giỏi giang và có nhân cách tốt. Để hai cậu bé có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống, vợ chồng cô hướng các con tham gia các hoạt động từ thiện, chơi thể thao, âm nhạc, các chuyến đi picnic với tập thể lớp. Cả gia đình cũng thường xuyên đi du lịch tại nước ngoài nhằm giúp con trẻ có thể khám phá thế giới và gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Tình nhân ái và sự sẻ chia trong cuộc sống cũng là những điều biên tập viên Vân Anh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch muốn hướng đến trong cách nuôi dạy con. Cô chia sẻ, tôi và chồng đều có chung quan điểm dạy con, đó là sống ở trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Đơn giản nhất là những quyển truyện con đã đọc, những đồ chơi cũ của con. Với con, những thứ đó là cũ, nhưng với nhiều bạn nhỏ khác thì là mới. Thế nên con cần chia sẻ và tặng cho các bạn. Khán giả thực sự cảm phục và tôn vinh biên tập viên Vân Anh là người phụ nữ, giỏi việc nước, làm việc nhà. Cũng bởi sự chuyên nghiệp trong công việc và sự chu toàn khi chăm sóc gia đình. Cuộc sống viên mãn với người chồng tài đức vẹn toàn và hai cậu con trai kháu khỉnh của biên tập viên Vân Anh thực sự là niềm mơ ước đối với bất cứ người phụ nữ nào. Gia thế khủng của MC Hoài Anh, biên tập viên hot nhất VTV. Đầu năm 2008, sự xuất hiện của một giọng đọc Nam Bộ trong các bản tin thời sự của VTV đã gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều. Trong tiền lệ thì việc tuyển người dẫn cho các bản tin thời sự, đặc biệt là thời sự 19 giờ vốn rất khắt khe, yếu tố hàng đầu phải là giọng Hà Nội chuẩn. Thế nhưng, giọng đọc Nam Bộ của Hoài Anh đã phá đi nguyên tắc tưởng như bất dịch đó. Trong gần 2 năm nỗ lực hết mình, gương mặt khả ái với giọng đọc Nam Bộ ngọt ngào đã hoàn toàn chinh phục ngay cả những khán giả khó tính nhất.
Trong cuộc bình chọn người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất, Hoài Anh đã hai lần bước lên bục vinh danh là người dẫn duy nhất nhận được hai giải thưởng cao quý. MC truyền hình lĩnh vực thời sự, chính luận được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và giải do hội đồng chuyên môn bình chọn. Còn nhớ, Hoài Anh đã xúc động cho biết giải thưởng là một sự nhắc nhở cho cô mỗi ngày, mỗi giờ cần phải nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành nhiệm vụ. Hoài Anh biết rằng mỗi khi mình lên hình có hàng ngàn, hàng triệu ánh mắt đang dõi theo, cổ vũ, động viên, đồng thời có những đòi hỏi rất khắt khe đối với người dẫn chương trình. MC truyền hình là một nghề đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và cần có nhiều phẩm chất từ hình thức, giọng nói đến kiến thức rộng, sự nhạy bén linh hoạt trong ứng xử để lôi cuốn khán giả. Quan niệm này đã giúp Hoài Anh không ngừng cập nhật kiến thức xã hội, thử sức ở những môi trường vất vả nhất của ban thời sự. Với bản tin thời sự tiếng Việt trên kênh truyền hình đối ngoại VTV4, giọng đọc Nam Bộ của Hoài Anh có ý nghĩa hết sức to lớn đối với những người con xa xứ. Một giọng đọc không chỉ có sức lôi cuốn mà còn là món quà của VTV gửi tới đồng bào xa tổ quốc. Hoài Anh từng chia sẻ, cuộc sống riêng của cô thường xuyên là những bữa cơm trễ muộn, giờ giấc trái ngược, làm việc vào những ngày nghỉ lễ vì công việc cơ quan quá bận rộn. Và cũng vì vậy mà gần như toàn bộ thời gian rảnh hiếm hoi cô dành cho gia đình, mong muốn cố gắng bù đắp cho người thân. Từ khi lập gia đình rồi sinh con, MC Hoài Anh thêm phần bận rộn. Nhớ lại những ngày đầu khi mới sinh em bé, cô tâm sự. Bé là con đầu lòng nên mình luôn hồi hộp, bỡ ngỡ và thú vị với từng bước phát triển của con. Thêm một ngày bé biết làm một điều mới là cả nhà lại vỡ òa thêm một niềm vui. Tuy nhiên, cũng vì còn bỡ ngỡ nên chắc Hoài Anh cũng giống như ba bà mẹ trẻ khác, rất quan tâm thu thập kiến thức chăm sóc bé từ các mẹ, các chị, những người đi trước và đặc biệt đọc nhiều sách báo, tìm thông tin trên các phương tiện truyền thông. Các bà mẹ khi sinh con đầu lòng thường rất chăm chút, đắm đuối với em bé mà lơ là những mối quan tâm khác, và Hoài Anh cũng không phải ngoại lệ. Mình tự nhận là người say mê và cuốn con vô cùng. Mọi việc luôn có bà nội giúp đỡ, nhưng Hoài Anh vẫn không muốn rời con nửa bước. Hai tháng đầu tiên sau khi sinh, ông xã tôi nói vui là suốt hai tháng trời, vợ không thèm nhìn mặt chồng lấy một lần. Quả thật, gần như thời gian đầu, mình không còn dành sự quan tâm cho bất cứ điều gì ngoài bé. Đêm cũng không thể ngủ trọn giấc, cứ chốc lát lại giật mình tỉnh dậy để nhìn xem con nằm bên cạnh như thế nào. Thấy con nằm yên lành, thở đều, tay chân đều ấm, mình mới yên tâm ngủ tiếp. Còn với những việc tề gia nội trợ, cũng giống như những nữ phóng viên MC truyền hình khác, Hoài Anh ít có thời gian để chăm chút. Nếu không có mẹ chồng giúp đỡ, mình thường phải đi chợ sớm. Trước giờ đi làm sẽ chuẩn bị các nguyên liệu, sau giờ lên hình mới về nấu. Bữa cơm tối lúc 21 giờ đêm là chuyện bình thường của gia đình mình. Chỉ thương nhất là ông xã, luôn đợi cơm chứ không bao giờ ăn trước và cũng rất chịu khó phụ giúp vợ một số công đoạn chuẩn bị khi mình chưa kịp làm như nhặt rau, rửa rau. Từ khi có mẹ chồng sang giúp thì bữa cơm gia đình ấm cúng và sớm sủa hơn rất nhiều. Nói về những món tủ của mình, cô chia sẻ, biết nấu một số món như bún mắm, chân giò giả cầy, thịt kho nước dừa, làm sữa chua, làm caramel và cũng được ông xã khen ngon. Ngoài ra, những món thông thường trong bữa ăn hàng ngày mình cũng nấu được. Ngày trước Hoài Anh cũng đi học cả làm bánh kem, học cắt tỉa hoa củ, nhưng ít làm nên bây giờ đã quên nhiều và không còn quen tay. Trong những bữa ăn hàng ngày, mình rất thích ăn dưa cà muối. Món này cả mẹ chồng lẫn mẹ ruột mình đều làm rất ngon. Riêng vào ngày Tết, mình nhớ nhất là canh măng khô giò heo của mẹ. Hoài Anh rất hào hứng khi nói về gia đình nhỏ với cô công chúa xinh xắn, đáng yêu mới được hơn một tuổi của mình. Ánh mắt và nụ cười của gái một con tràn đầy hạnh phúc. Những thông tin về tiểu sử của MC Hoài Anh, biên tập viên hot nhất VTV đã được chúng tôi tổng hợp ở clip ngay sau đây. Mời các bạn đón xem. Tiểu sử Hoài Anh, biên tập viên hot nhất VTV lộ ảnh khó đỡ. Biên tập viên Hoài Anh tên thật là Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1980 tại Hà Nội. Cô là con một trong gia đình. Cha Hoài Anh là cán bộ khoa học về công nghệ thông tin, mẹ Nguyên là giảng viên đại học. Cả hai đều là những cán bộ từng được gửi sang Liên Xô để đào tạo. Đến khoảng năm 1985-1986, cô cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, cô là người dẫn chương trình, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Với ngoại hình khả ái, chất giọng Nam Bộ đặc trưng, cô là một trong những gương mặt người dẫn chương trình quen thuộc trong chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong bình chọn người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất năm 2008 do tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức, Hoài Anh là người giành được số phiếu nhiều thứ nhì, cô chỉ xếp sau biên tập viên Quang Minh và đồng hạng với nữ biên tập viên Vân Anh. Hiện nay, cô được đánh giá là một trong những gương mặt MC sáng giá nhất của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2002, sau khi tốt nghiệp ngành Nhật Bản khoa Đông phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Hoài Anh về làm việc cho một đơn vị hàng không tại miền Nam Việt Nam. Trong một lần tình cờ, cô biết được thông tin Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức cuộc thi tuyển người dẫn chương trình và đã nộp đơn xin tham dự. Qua nhiều vòng tuyển lựa, cô đã được nhận vào làm tại đài. Nửa năm sau, do không có được công việc cụ thể trong vai trò của một người dẫn chương trình, Hoài Anh lại chuyển sang làm marketing cho một công ty về thị trường Nhật Bản. Thế nhưng, 6 tháng sau, khi công việc đang rất tiến triển, cô lại quay về với công việc dẫn chương trình khi nhận được lời mời trở lại cộng tác của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Một thời gian sau, Hoài Anh đảm nhiệm vai trò làm MC cho chương trình Sân khấu thưởng thức. 2 năm tiếp theo, cô cùng MC Mộng Hoài dẫn chương trình Những ước mơ xanh. Sau đó chương trình này chuyển thành Ước mơ Việt Nam. Ngày 8 tháng 10 năm 2007, kênh VTV9 ra đời, một kênh truyền hình dành riêng cho khán giả các tỉnh Nam Bộ của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Anh được phân công đảm nhiệm công việc dẫn và biên tập nhiều chuyên mục khác trên kênh này như talk show, chuyện đêm khuya. Bên cạnh công việc tại VTV9, cô còn tham gia thực hiện nhiều chuyên mục khác của VTV như Nhà đất hôm nay, Chìa khóa thành công, Làm giàu không khó. Trước đó, chương trình này do hai nhân vật khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật Việt Nam là Hoa hậu Ngọc Khánh và Hoa khôi Thu Hương đảm trách. Đầu năm 2008, Hoài Anh được lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam cử ra Hà Nội công tác một thời gian để tăng cường vào đội ngũ biên tập viên dẫn chương trình cho VTV1 và VTV4. Theo đó, cô sẽ được trực tiếp đảm nhận thêm các chương trình như Thời sự của VTV4, Chào buổi sáng của VTV1 và đặc biệt là chương trình Thời sự lúc 19 giờ cũng trên kênh VTV1. Đây được đánh giá là một vị trí với nhiều áp lực, đòi hỏi khá khắt khe. Chương trình này cũng được toàn bộ các đài truyền hình của Việt Nam tiếp sóng. Việc Hoài Anh dẫn chương trình thời sự lúc 19 giờ được coi là một bước đi đột phá của VTV. Trước đây, đài chỉ dùng các MC có giọng Hà Nội chuẩn để dẫn. Mới đây, biên tập viên Hoài Anh vừa mới chia sẻ một số hình ảnh hậu trường khá hài hước của buổi dẫn chương trình thời sự tối ngày 18 tháng 6. Trong buổi lên hình đó, cô dẫn cùng MC biên tập viên Anh Tuấn. Khi lên hình, ai cũng nghĩ rằng biên tập viên đang mặc một chiếc áo dài cách tân điệu đà, cầu kỳ và chân đi giày cao gót. Tuy nhiên trên thực tế, đó chỉ là một chiếc áo ngắn được Hoài Anh kết hợp cùng chiếc quần bà ba. Ngoài ra, cô còn đi chân đất vì trường quay trải thảm. Hoài Anh chia sẻ, áo của mình vô cùng đa năng, vừa có thể lịch sự lên hình, vừa có thể mặc với quần jeans để có một phong cách bụi và te tua, cũng có thể mặc với quần bà ba chân đất như thế này để ngoan hiền và quyến rũ. MC Nam dẫn cùng Hoài Anh ở chương trình thời sự hôm 18 tháng 6 là Anh Tuấn. Khi lên sóng, nhiều người sẽ nghĩ anh diện bộ vest đen lịch lãm, sang trọng. Nhưng thực tế, MC Anh Tuấn lại kết hợp áo với chiếc quần rất lệch tông và không đi giày mà chỉ đi tất. Những hình ảnh của MC Hoài Anh chia sẻ nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú khi xem những hình ảnh của MC Hoài Anh cùng bạn dẫn và đều đồng tình với cách biến tấu quần áo sao cho thuận tiện của hai biên tập viên nhiều kinh nghiệm. Trước đây, một biên tập viên gạo cội là nghệ sĩ Kim Tiến cũng từng chia sẻ rằng công việc ở đài rất bận rộn, phải chạy qua các phòng liên tục nên gần như không MC nào mặc áo dài thật mà đều biến tấu đi cho thuận tiện. Trên thực tế, chuyện váy áo khi lên sóng của các MC đài truyền hình luôn nhận được sự chú ý của khán giả theo dõi chương trình. Một số MC đôi khi vội quá còn phải dùng kẹp giấy để cố định lại trang phục khi lên sóng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại! Chào.